xuất chiêu đi. Ở đó mà nó bậy không à. Vị chiêu này tôi đố ngang, ráng mà chống đỡ nghe chị xui thân mến. Nghe cái nè chị xui, nghe rõ nè chị xui. Cái chi có quả mà chẳng có cây, ăn vô nổi giận căm hận trả ngay. Đố gì quá dở, đó là quả đấm có phải không anh xui nè. Gái thua rồi, giờ đây tới tôi. Chị xui đố đi tôi chờ, còn lâu mới thua. Nghe nghe, lắng nghe rồi nghiệm đi. Sẵn sàng. Không biết nhầm bệnh chi, thằng em lưng nóng, lưng nóng luôn luôn. Cũng tim lại lạnh, cứ lạnh triền miên. Chẳng buồn chẳng khổ, em luôn ăn uống. Anh thử đoán xem nào, xem nào, em là chi hỡi anh. Trời ơi cái con chi mà lần đầu tiên mới nghe. Xuất vật dụng mà anh xui, đồ xài trong nhà chứ không phải con đâu anh xui ơi. Cái gì ở trong nhà mà lưng nóng bụng tim lại lạnh cả? Sao không đáp được phải không? Làm gì mà ngẩn tò tè ra vậy? Để từ từ người ta suy nghĩ chứ. Cái gì vậy ta? Cái gì kỳ vậy? Lưng luôn nóng bụng tim lại lạnh là cái gì à? À, lại cứ ăn uống không buồn không lo nữa. Sao người ta đứng nhìn trời hiu quạnh vậy kìa anh xui? Ờ thì làm là từ từ nói, làm gì mà hối dữ vậy? Không dám đâu, không dám hối anh xui đâu. Nhưng mà anh suy nghĩ cái gì mà dài thòn như xe lửa vậy anh xui? Tại chị chứ ai. Mới suy nghĩ gần ra chị nói làm tôi phân tâm quên mất mẹ nữa. Chứ không phải bí rồi. Bí sao được bí? Tại tôi suy nghĩ chưa ra chứ bộ. Nó bí rồi đó, anh nghĩ tới mai cũng không ra nữa anh ơi. Thua đi anh xui ơi. Thua sao được, tôi chưa có bí mà. Vậy nó là cái gì? Đó là cái gì? Trời, tôi đố anh chứ bộ, sao anh hỏi tôi? Chị chịu thua người ta tôi mới hỏi chứ. Đó là cái gì? Chính là cái tủ lạnh. Sao là cái tủ lạnh được hả? Anh vô nhà đi. Anh vô nhà rồi anh rờ sau lưng tủ lạnh á. Anh coi có phải không, lúc nào nó cũng nóng hết á. Mà ở trong tủ lạnh á, anh mở ra đó anh thấy không, lúc nào nó cũng lạnh á. Không lạnh á thì tốn tiền kêu thợ tới sửa rồi. Còn đồ ăn thức uống anh để vô bụng nó đó, là nó có lạnh liền anh thấy không. Có phải là nó ăn uống không? Đó, nó là đồ vật thì đâu có phải lo buồn gì đâu, phải không anh xui? Trời ơi trời, nó tức ơi là tức. Trước mắt mà nghĩ không ra, nó dễ như là đồ bỏ vậy đó. Thôi thôi mà anh ba ơi, anh cứ đứng anh cằn nhằn hoài sao được. Hồi nãy giờ, thôi giờ tôi đề nghị anh xui chị xui gian ra. Hồi nãy giờ cứ đố qua đố lại hoài à, thấy không, mà cũng thấy mệt rồi. Bây giờ tôi đề nghị á, anh xui chị xui tìm cái gì mới coi. Bây giờ biết cái gì mới? Rồi. Bây giờ để tôi suy nghĩ coi. Bây giờ về đi. Bây giờ tôi đề nghị, bây giờ muốn tiếp tục nữa đó, đi chỗ khác đi. Chỗ đó này ơi. Chỗ này tôi bị ám quá. Đi đâu? Xui quá tôi thua. Bây giờ ra trước đi. Ra trước tôi suy nghĩ có cái mới. Đi chứ đâu có sợ anh đâu. Đi. Đó, bây giờ ra đây nè, sáng sủa nè, đầu óc tôi nó mới minh mẫn, mới thông minh nè. Đó. Thông minh rồi làm gì? Rồi, có cái mới rồi. Mới gì? Bây giờ về nghe. Thôi, anh cứ giờ dày hoài à. Anh làm cái gì anh làm đại, anh cứ giờ dày làm sao? Hả, bây giờ anh làm đi. Mày giỏi mày vô mày làm đi. Mày tào lao chết mẹ luôn à. Đứng qua đi, để tao chị xui tao làm việc. Bây giờ về nè chị xui. Bây giờ á, tôi kể cái gì kỳ vậy? Nãy giờ mà cứ bây giờ hoài à. Anh ba, bây giờ mình chơi trữ tình đi anh ba. Chơi trữ tình đi. Từ, để anh ba mày làm việc đây nè. Đó, bây giờ tôi kể cho chị nghe một chuyện tình lâm ly bi đát bằng một chữ T thôi. Đó. Cái gì? Ca một câu vọng cổ bằng chữ T thôi. Trời ơi trời. Chị phải đáp lại với tôi một câu bằng một chữ. Chữ gì cũng được, tùy chị. Trời ơi trời. Ê, ba.
khoan dùi vậy. Đứng đó nghe nè. À, tiệc thu trời thăng tâm trăng thanh thủy trần trọc thẫn thờ thắt theo. Trong tim tưởng tư thương tiếc thở trao tình. Tận thề thốt trọn tình thương thủy, tận nghe thiên thu trân trọng thâm tình. Tha thiết tân trao thủy trỏ trăng thanh thầm thỏa thẻ, thề thương tân tới tận thế. Tình thủy tân chân chu từ từ thấm tới tận thủy tưởng thiên thu. Thâm thiết chơ chiều thay tánh tân thối tha tán tận thích thay tình. Đó, tới chị đi chị xui. Tôi xong câu rồi. Từ từ. Có rồi đây nè. Cô chi chăm chú quay cảnh chàng chim chích chè chờ chim cái. Càng cảm cảnh cô chi càng chảnh cảm cái chuyện chưa chồng của cô cũng chua cay. Chàng cảnh cổ cò cảm cô chi, cô chi cũng cảm chàng cảnh cổ cò. Chiều chiều chàng cảnh cổ cò chở cô chi chạy chơi. Cô cậu cười chan chứa. Cái chiều cuối cùng chung cuộc cảnh cổ cò chó chết chắp cánh chuồng. Cô chi cúi cúc chiều chiều cứ quay cánh chàng chim chích chè chờ chim cái. Cô cười chua chát cho cây cánh chưa chồng. Xin lỗi anh nè nha anh xui. Xin lỗi anh nè nha. Đây nè, một bụng nè anh xui. Bái phục. Trời ơi, cái bà này sao có chuyện gì bà cũng biết hết trơn vậy trời. Thôi thôi giờ gì làm bài nữa. Thôi, chưa phân thắng bại mà. Anh ba. Ừ? Thôi. Ừ, can giùm tao đi chứ tao thua. Thấy càng ngày anh càng đuối quá anh ba. Tao cũng thấy vậy. Không được đâu. Thôi mình hẹn khi khác đi. Mình để lại hôm đám cưới đi rồi đó. Mình thi tiếp. Bây giờ mình về mình luyện đi anh. Rồi. Thôi về đi. Thôi về đi. Dạ. Sao anh xui? Sao? Dạ thưa bà con cô bá. Coi như cái cuộc vui hôm nay coi như tạm chấm dứt. Hẹn lại ngày đám cưới của con tôi. Bây giờ coi như trước khi chia tay, tôi với chị xui tôi cùng với anh em ở đây hát một bài tặng cho cô bác bước sang năm mới vui vẻ. Được không chị xui? Được. Bắt đầu nghe anh xui. Bắt đầu. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, cất tiếng hát reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, chào đón xuân xanh.